Thưa quý vị, thực hiện chương trình kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, sáng nay các đại biểu tiếp tục thảo luận ở tổ về nhiều nội dung vấn đề quan trọng. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì tại tổ đại biểu thành phố Đà Nẵng. Bàn về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, đa số đại biểu đánh giá năm nay tuy nền kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn có một số điểm sáng của chính phủ, nhất là về điều hành linh hoạt các chính sách tài khóa, an sinh xã hội, đạt và vượt một số chỉ tiêu về thu ngân sách nhà nước, kiểm soát lạm phát ở mức thấp, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô. Các đại biểu cho rằng cần có tính toán chi tiết, cụ thể và xác thực về tốc độ tăng trưởng, nhất là khi COVID-19 vẫn được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian đến. Để đảm bảo xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế xã hội những tháng cuối năm 2021 và năm 2022, đồng thời cần tiếp tục nghiên cứu, ban hành các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, đảm bảo khả năng tiếp cận sát với thực tiễn. Thì cái chính sách đối với lại những cái địa phương mà thực hiện cái giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của chính phủ, thì trong đó thì Đà Nẵng thì thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 31 tháng 7 năm 2021 thì cũng không được cái thụ hưởng cái chính sách này, mặc dù là Đà Nẵng là cũng chịu ảnh hưởng rất là nặng nề từ cái dịch COVID bùng phát lần thứ tư này. Tiếp tục nghiên cứu ban hành các cái chính sách làm sao cho nó thực sự là nó sát và nó hiệu quả đối với việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong cái thúc đẩy khôi phục trở lại sản xuất kinh doanh, tức là những chính sách về tài khóa, tín dụng tiền tệ để các doanh nghiệp có thể tiếp cận được, đặc biệt là những doanh nghiệp nhỏ và vừa, thì như vậy nó mới có thể thúc đẩy và duy trì cái sự phát triển của các doanh nghiệp. Qua ngay các ý kiến thảo luận, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các đại biểu, đồng thời đánh giá năm 2021, trước tác động của đại dịch COVID-19 lên mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, nền kinh tế không những chịu sự đứt gãy nặng nề về nguồn cung ứng, mà còn vấp phải nhiều trở ngại từ bài toán thiếu hụt lực lượng lao động, thao gỡ các cơ chế chính sách, sự khác biệt về quy định giữa các quốc gia trên thế giới. Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đề xuất chính phủ cần xây dựng thêm nhiều kịch bản tăng trưởng để kịp thời linh hoạt ứng phó với các nguy cơ, xem tăng trưởng là mục tiêu nhưng cần phải tránh rơi vào duy ý chí. Thì trước cái tình hình kinh tế thế giới, kinh tế trong nước thì và đặc biệt là trên cơ sở cái đánh giá của diễn biến tình hình dịch bệnh, thì tôi thấy rằng chúng ta phải có nhiều kịch bản về kinh tế xã hội. Chúng ta cũng không thể khẳng định được là khi dịch bệnh nó có những cái diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế thế giới nó có sự suy thoái một cách nghiêm trọng, rồi cái sức chống chịu của doanh nghiệp của chúng ta trong nước giảm đi, thì cái mức độ tăng trưởng của chúng ta nó phải thấp xuống và chúng ta sẽ phải khó khăn hơn. Cũng trong sáng nay, các đại biểu đã thảo luận ở tổ về báo cáo công tác phòng chống dịch COVID-19 và tình hình thực hiện nghị quyết số 30 về kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm từ năm 2022 đến 2024. Trong đó, có việc bổ sung dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 của tỉnh Quảng Nam, lùi thời điểm cải cách chính sách tiền lương.